Hi, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái hiệu ứng cuối cùng của WhatsApp, và chính là hiệu ứng tên là hiệu ứng Scone Spy. Và cái demo cho hiệu ứng này thì bạn có thể click vào cái link này, hoặc là cái link này bạn nhìn có vẻ đẹp hơn. Hai mình thấy cái này nhìn có vẻ là ngầu hơn. Đấy, thì mình sẽ dùng cái link này. Mình sẽ paste đây nhá. Rồi. Thế bây giờ để làm cái này thì mình phải có view qua tí nhá. Home này, quận đến about nó hiểu là about, quận đến testimonial nó hiểu testimonial, quận đến portfolio nó hiểu là đang ở portfolio. Đó, client cũng thế. Như vậy mình phải tạo khoảng mấy 4-5 cái div ở đây. Mình tạo một file mới nhá. Bạn giải nén nó thôi. Bài demo 6. Scroll. Spy. Sau đó là kích vào đây. Đấy, kéo vào luôn cũng được. Trong này nó có file demo 6 này. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái menu này. Chấm menu trên. Menu trên có mấy ULLI đấy nhỉ. Và mấy cái thẻ A đây. Ví dụ như đây là home nhỉ. Đấy, đây là một cái LI khác. About. Đấy, sản phẩm product à. Product hoặc là portfolio thì ý nghĩa gần gần giống nhau. Contact và news. Rồi. Thế và có 5 cái như này. Thì ở dưới nó có một cái là chấm nội dung. Trong nội dung thì sẽ có 5 cái div tương ứng với cả 5 cái này. Đấy. Nhưng mà mình chọn div thứ nhất là chấm. Cái div thì bạn nhớ là để làm được hiệu ứng Scone Spy, tức là hiệu ứng mà nó cuộn xuống nó hiển thị như này, thì bạn phải đặt ID nhé, không phải đặt class mà đặt ID. Đấy, phải đặt ID. Ví dụ cái div đầu tiên sẽ là thăng home nhỉ. Thăng gọi là thăng số 1 đi. Đấy, div số 1 chính là div chứa phần home. Mình để class là home cho nó rõ. Đấy. Sau khi có last home rồi thì mình để nội dung ở đây là một cái thẻ gì đấy. Chấm container là một cái div căn giữa của bootstrap này. H2 chấm text center căn giữa tí nhá. Đây là đây là gì? Đây là phần nội dung của home. Đúng chưa? Xong có một cái chấm text center tiếp. Có cái ảnh ở đây nhỉ. Chấm img src bằng image gạch ảnh số 3.jpg nhỉ. Để mình copy cái ảnh vào đây cho nó nhìn cho nó có nội dung tí nhỉ. Tiếp nhá. Cái div số 2 thì làm tương tự. Nhân cái này lên. View thử ra xem có đẹp không ạ. Ui, ảnh xấu quá. Không phải xấu quá mà nó nhỏ quá. À, nó to quá thì mình để nó là một cái class bằng là img gạch ngang responsive. Đấy, để cho ảnh nó chỉ nhỏ bằng nội dung thôi. Đỡ bị tràn ra ngoài. Thôi mình nhân lên thôi nhỉ. Nhân lên còn tầm thành mấy cái div. Div này là div số 2 và class nó là tương ứng với about. Đây là nội dung của phần ở bao. Và đây là ảnh số 4 nhỉ. Tương tự như vậy, div tiếp theo là div số 3 tương ứng với cả phần news hay là products. Products. Và đây là nội dung của phần product. Products. Và nội dung ảnh này, ảnh lấy ảnh số 5 đi. Đấy, ảnh div số 4 tương ứng với cả nội dung của phần là contact. Nhiều quá nhỉ. Hơi nhiều. Không sao. Số 6 đi. Contact đi. Đấy, thêm cái nữa. Cái này là số 5. News này. Thường nhá.
News. Đây ảnh số 7. Đấy, cho các tạo một nội dung như vậy. Rồi nó có từng này nội dung. Sau đó mình sẽ phải làm select một chút xíu cho đẹp. Thứ nhất là mình select từ trên xuống cái deep menu trên này. Đấy, mình sẽ kích vào deep menu trên cộng một cái này. Tab một cái position bằng pixel. Top 0 pixel. Đó, width 100%. Chiều cao khoảng tầm 90 pixel. Background màu black nhỉ. Đấy, cho nhạt đi tí nhá. Nó ảo nhỉ. Width nhỏ đi tí nhỉ. Từ này thôi, menu chỉ từ này thôi. Thì position bằng fix sẽ giúp cho cái menu này nó đứng yên này. Nó không bị quận chuột nữa. Đó. Tagline center. Rồi. Xong sau đó là cho cái LI này nó hiển thị trên một dòng. Cộng một cái trong file 1.css này. Mình viết là chấm menu trên. Cách LI. Display inline. Đúng chưa? Sau đó đến thẻ A. Chỉnh chút xíu. Cộng một cái nhưng mà cộng ở trong cái thằng 1.css nhé. Chấm menu trên. Cách A là padding trên display. Đấy, inline. Đây, block. Padding chút xíu nhé. Trên dưới 10, trái phải 12. Đấy, color white. Đó. Rồi. Thế là xong rồi. Thế là xong phần này rồi. Cái phần tiếp theo là phần nội dung. Đấy, mình kích cái div số 1 trước này. Cứ cộng thôi, cộng select thôi. Các div số 1 này mình cứ để chiều cao của nó cố định luôn là khoảng tầm 1000 pixel. Hoặc là 900 pixel. Đấy. Background là màu. Mình sẽ lấy cái màu đẹp đẹp tí bằng cách là search Google với từ khóa là flat. Flat là thiết kế phẳng ấy. UI là color là màu của thiết kế phẳng. Thì mình sẽ có một cái bảng màu ở đây. Trong này có rất nhiều màu mới. Mình lấy một cái màu ở đấy cho nó đẹp. Màu này nhá. Sau đó là bạn kích vào đây nó tự copy nhá. Kích vào đây nó tự copy nhá. Xong ra đây mình sẽ để nó là background. Paste thì mình sẽ được cái khối màu như này. Đó, nhìn thấy không? Tương tự như vậy nội dung cho about thì mình kích vào about. Cộng một cái. Tab một cái. Chiều cao 900. Và background mình sẽ lấy một cái màu khác. Màu này nhá. Đó là background. Mình sẽ gõ là lấy cái màu. Đó. Và để overflow hidden. Tránh cho là nội dung nó ảnh hưởng phần sau. Color white nhỉ, màu này nên đi màu trắng thì đẹp hơn. Đấy. Tiếp theo là số 3, cộng một cái nữa. Chiều cao là 900. Overflow hidden. Và cái background sẽ lấy một cái màu này nhỉ. Màu vỏ quýt. Background. Gọi lại nhé. Background này. Đấy, nó có một cái màu đỏ. Tiếp theo là cái khối dưới làm nốt nào. Contact này. Cộng này. Tab này. Width này. Tab này. 900 này. Tab này. Over này. Tab này. Hidden này. Tab này. Xong. Ấn tab liên tục là xong. Yeah. Màu vàng. Thì mình để là background. B này. A này. Tab này. Paste này. Thế là xong màu vàng. Mọi nhìn thấy có một cái màu vàng. Ở khu vực. À không phải width mà là chiều cao, mình biết là nhầm. Gõ tab nhanh quá sai. Rồi, là nào là ngón tít. Tiếp theo là cái div news làm nốt này. H này, tab này, 900 này. À, background lại lấy cái màu green hay là màu gì đấy ở đây. Bây giờ thì bạn được cái màu này. Sau đó bạn xếp CSS lại cho nó xong. Để đỡ bị refresh thì mất. Kích vào CSS, Ctrl A, Ctrl V. Như vậy khi bạn refresh lại, bạn sẽ thấy là được một cái khối nội dung như này. Cái trang đầu này nó bị mất cái tiêu đề thì mình phải CSS một chút xíu nữa. Thì riêng cái đầu này mình sẽ để nó là padding top. 100 pixel này. Đấy, để nó lộ ra cái phần nội dung này một tí. Đó.
copy paste. Như vậy mình sẽ F5 lại, mình sẽ được cái giao diện như này. Giao diện là khá là nhiều màu. Thế bây giờ mình cái điều mình phải làm là mình áp dụng cái thuộc tính là scroll spy để cho khi mà quận chuột xuống thì tự động nó bôi đen ngay khối này. Đó.